mẫu xe gầm cao số tự động này nếu giá trên 100 triệu thì mua ngon luôn các bác nhỉ. Và nội thất bên trong của chiếc xe đây, 4 tắp đi tắp nô của xe được thiết kế bằng chất liệu da các bác nhá, da xịn, ghế da cũng là loại ghế da tốt luôn. Và đây chính là vô lăng của chiếc xe, logo của hãng Nissan các bác nhá, tích hợp rất là nhiều phím điều khiển các bác nhìn này. Và vô lăng của xe vẫn còn đẹp chưa, đấy các bác nhìn xem. Số tự động các bác nhá, đấy, điều hòa tự động nhá. Và đã có màn hình giải trí camera lùi rồi các bác nhá, 5 chỗ ngồi, số tự động. Mẫu này được mang tên là Nissan Qashqai. Cái dòng xe mà bên em thời gian vừa qua bán rất là nhiều. Và hiện tại thì bên em đang có hai con như thế này các bác nhá. Đấy, Nissan Qashqai số tự động, máy 2.0 5 chỗ gầm cao form SUV và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh Quốc về Việt Nam. Đấy, xe Nhật nhưng mà lại được nhập khẩu nguyên con từ Anh Quốc. Xe Nhật lắp ráp bên Anh Quốc cho nên là nó sẽ là nhập khẩu bên Anh Quốc về các bác nhá. Giống như là Toyota mà lắp ráp tại Việt Nam đấy ạ. Đấy, một dàn lốp dày này các bác nhìn xem. Đấy, phía sau đây có những mắt cảm biến chống va chạm này. Đấy, la cốp đúc, phanh đĩa, phanh ABS đầy đủ hết các bác nhá. Lộ ngoại thất của xe rất là tươi sáng sạch sẽ. Để mà nói thì so với đời, đây là một chiếc xe cũng còn khá là ok, rất là chất lượng. Mà không phải là lúc nào cũng có được những chiếc xe ok như thế này các bác nhá. Đẹp về hình thức và tốt về chất lượng. Đấy, máy số của xe cực ngon, cực chất, bên em đã kiểm tra rồi. Mọi chức năng của xe đang hoạt động bình thường, các bác mua về cứ thế dùng thôi, đổ xăng chạy ngay thôi các bác nhá. Thân vỏ dòng xe này rất là cứng dày, nội thất tươi sáng, nội thất rất là sang bởi vì thiết kế bằng chất liệu da mà. Đấy, da xịn cao cấp các bác nhá. Và có túi khiên toàn nằm ở đây và một túi nữa được nằm ở bên kia giữa vô lăng các bác nhá. Đấy, em ngồi đây và sẽ quay cho các bác mình xem kỹ một chút. Đây là cửa gió này. Đấy, chỗ này là loa này. Đấy, có thẻ đi cao tốc rồi các bác này. Đấy, điều hòa nóng lạnh của xe đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, vô lăng củ số đẹp. Đây, vô lăng củ số rất đẹp luôn. Bởi vì cầm đây ít, sờ vào đây ít mà, cho nên nó vẫn còn được đẹp như vậy. Đấy, đựng nước đây và tay cầm nắm bám đây. Và đây cốp đồ các bác nhá. Và đây là chìa khóa. Chiếc xe này thiết kế với chìa khóa thông minh. Đấy. Không cần cắm chìa các bác nhá, chỉ cần đeo chìa cặp quần thôi là đã có thể là khởi động và sử dụng chiếc xe rồi các bác nhá. Đăng kiểm một xe tháng 3 năm 2024 mới hết. Khung vỏ của xe không lỗi như là lỗi tai nạn, lỗi đâm đụng và không lỗi mục mọt các bác nhá. Và ngập nước cũng không có trên mẫu xe này. Pháp lý, giấy tờ đầy đủ hết. Số khung, số máy, giấy tờ pháp lý các thứ chuẩn chỉ hết các bác nhá. Mình em đã kiểm tra rồi, các bác yên tâm dùng. Các bác xem đi, các bác xem hết vào, các bác xem kỹ vào, xem hết hơn chục phút vào để mình cảm nhận được chất lượng của chiếc xe này như thế nào các bác nhá. Chỗ này bằng chất liệu da. Đấy, da của xe vẫn còn được đẹp như thế này luôn này. Đẹp như này luôn. Đấy, da nhá. Bốn kinh điện, chỗ này cũng là bằng chất liệu da. Đấy, chỗ này được dán đề can rồi. Loa âm thanh nghe hay tuyệt vời. Đấy, vách khung gầm không hề mục mọt. Có bậc bậc lên bậc xuống đây rồi. Đấy. Xe vách đẹp các bác nhá. Đồ nhựa bên trong đẹp, da cũng đẹp luôn. Kính của xe cũng không bị xước và đã được dán rồi, có lẹp kính này. Có ốp lốc tay cầm rồi này. Đấy. Đây rồi nhá. À, các bác xem đi. Các bác cảm nhận thấy chiếc xe này thế nào ạ? Các bác hãy cho em một lời bình luận, một lời đánh giá. Nếu các bác thích, các bác yêu, các bác ưng, các bác đang quan tâm, đang tìm mẫu xe mà với cái tầm tiền thì các bác mình có thể nhắn tin, gọi điện cho bên em để được sở hữu mẫu xe này các bác nhá. Giá cực tốt cho mình dùng luôn. Và đây là phần ghế của xe đây. Ghế da loại xịn các bác nhá. Chỗ này có một cái tì tay này. Đấy. Và phía sau đây có cái vị trí để cho mình đựng đồ này. Rất đẹp đúng không ạ? Ở chỗ này đấy ạ. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, gió đây. Đấy. Gió điều hòa đấy ạ. Bộ ghế của xe thì đẹp rồi. Vách cửa bốn cánh nó đẹp như vậy. Được như vậy các bác nhá. Có giá lốc đầy đủ. Chạy dòng này rất là sướng và đầm chắc. Đấy. Chạy sướng hơn cả một số những dòng xe như là CX5 các bác nhá. Chạy rất sướng luôn. Dòng này chạy rất là đầm xe. Chắc xe các bác nhá. Rất đầm xe và chắc xe. Đây là phía sau. Đấy. Cảm biến này, camera lùi này, gạt mưa này, lùi gió thứ này. Đấy. Đây, các bác nhìn xem nhá, đây là lốc. Với cốp phía sau rất là to, rộng rãi để đồ được rất là nhiều các bác nhá. Con này nó ngang ngang với lại xích 5. Một dàn lốp thì đây các bác nhìn xem, rất dày.
các bác mua chiếc xe này tiết kiệm nguyên được một dàn lốp rồi, đúng không ạ? Đây ạ. Vâng, tiếp theo đây ạ. Đấy, hôm nay về ánh sáng thì các bác nhìn xem rất là tốt cho mình, để các bác thấy được, các bác cảm nhận được về độ đẹp của xe, đúng không ạ? Đây các bác ơi, giá tương đối là hợp lý rồi, đúng không ạ? Các bác có thể thấy thì những mẫu xe như thế này năm ngoái thôi em bán toàn trên 300 triệu các bác ạ. Toàn 300 triệu trên 300 triệu. Thế bây giờ đấy ạ, các bác thấy không ạ? Khá là hợp lý để cho các bác mình chọn. Các bác mua thì mình mua luôn trong thời điểm này đi nhá. Giá nó sẽ hợp lý. Cuối năm giá sẽ tăng đấy ạ. Đấy. Gương kính đều chỉnh điện hoàn toàn. Đây là thống kính các bác nhá. Ra đây, ra đây. Đây. Và đây là gương chỉnh điện nằm ở đây các bác nhá. Đấy. Mở xăng, mở cốp này. Đấy. Bàn đạp phanh, bàn đạp ga kia, sàn da có thảm trải sàn trên rồi. Đấy, táp lô, táp ni của xe. Căng đẹp, rất là mượt mà. Đấy. Vách cửa khung sườn ok hết các bác nhá. Tem vẫn còn nguyên. Cột kèo zin. Mua về các bác đổ xăng chạy ngay thôi. Máy 2.0 thì chiếc xe có quay này sẽ dao động tầm khoảng là 8 đến 9 lít trên 100 km các bác nhá. Đấy. Đây là mép cửa tiếp theo. Đấy, cửa tiếp theo đây ạ. Các bác thấy chiếc xe này thế nào? Em qua như vậy thì các bác mình cũng đã thấy đúng không ạ? Nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ em với các bác nhá. Các bác nếu mà quan tâm đến ô tô cũ, các bác có thể qua địa chỉ bên em 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện 225 Trường Chinh. Bên em đang có gần 200 xe các loại cho mình lựa chọn tham khảo nhiều luôn các bác nhá. Toàn những mẫu xe chất, những mẫu xe mà bên em đã kiểm tra lựa chọn thôi. Có thể thì là những mẫu xe bên em đời nó không được cao cho lắm, là đời nó vừa vừa thôi, nhưng mà cho dù vậy nhưng mà vẫn phải là chiếc xe ok, chiếc xe không lỗi lầm các bác nhá. Chiếc xe hình thức nó vẫn phải đẹp. Hình thức đẹp, chất lượng cũng tốt để mình mua về, mới nhập về mới quay lên bán cho các bác nhá. Đấy, thân vỏ sơn xi của xe rất ok luôn đây này. Đấy, gầm sàn đẹp. Đấy, gầm sàn rất đẹp luôn. Máy số đẹp, sáng. Bên em đã vệ sinh sạch sẽ trong ngoài của xe rồi. Kính của xe thoáng thấy bọc dáng hết rồi. Và đèn đóm của xe thì các bác nhìn xem vẫn còn rất là sáng đẹp này. Đấy, đây là phần đầu của xe nhá. Em đang giật lẫy cabo lên rồi, thì nó đang hé hé một chút để tí em sẽ nâng lên để các bác thấy. Đây là phần đầu xe đây. Form dáng dòng xe này tuy rằng thì 2007 đăng ký là đầu năm 2010, 2009 nhá, 2007 và đăng ký là đầu năm 2009. Sử dụng bắt đầu lăn bánh năm 2009 thôi, thế nhưng mà các bác nhìn xem nó vẫn còn được rất ok như vậy, từ về form dáng đến về chất lượng, form dáng đẹp như kiểu đời cao đúng không ạ? Ở đây có nút bấm từ một chạm nằm tay nắm cửa khi mở đóng các bác nhá, khi chốt. Sơn xi bóng mượt cả con, rất là long lanh luôn này. Đấy, lốp dày cả bộ. Đấy, đèn đẹp cả bốn cái đúng không ạ? Khi đóng hẳn xuống thì nó sẽ khít các bác nhá. Hiện tại thì em đang lưng nó lên để bây giờ em sẽ đây, nhấc hẳn nó lên đây này, nhấc hẳn nó lên cho bác xem động cơ của nó. Vâng, đây là phần khoang máy động cơ của xe các bác nhá. Máy đẹp, máy sáng, máy khô, nổ êm, nói chung là máy số ngon, chất các bác nhá. Capo đây. Cầm bệ chạy chắc lịch. Vâng, như vậy về chiếc xe này em đã quay đến đây là tương đối rồi. Máy lốp cho các bác xem gầm. Tương đối rồi các bác nhá. Liên hệ sớm để có giá đẹp, để bớt, để thương lượng. Đấy, các bác muốn bớt bao nhiêu, các bác muốn chốt bao nhiêu, đấy, muốn thương lượng bao nhiêu, hãy gọi điện cho bên em theo ba số sau: 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Ba số này ba số bên em có Zalo. Đấy, bên em có ship chuyển xe, giao xe toàn quốc, hỗ trợ sang tên đổi biển toàn quốc. Đấy, có đổi xe, có thu mua lại tất cả các loại xe ô tô cũ đã qua sử dụng, giá tiền hợp lý các bác nhá. Vâng, video này em đã quay xong. Đấy, xin cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ. Đấy. Đừng quên nha các bác nhá, đừng quên nhấn like, nhấn chia sẻ và nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook và nhấn follow TikTok và cùng đồng hành em trong thời gian tới. Em xin cảm ơn.